Ukraine săn lùng thiết bị đặc biệt của Nga Nga bị cho là đã mất một lượng kỷ lục thiết bị đặc biệt, vốn là những yếu tố quan trọng trong chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Trong một bản cập nhật hoạt động vào ngày 31 tháng 1, quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất thêm 4 thiết bị đặc biệt. Tổng cộng, Nga hiện đã mất 1.452 thiết bị đặc biệt sau gần 2 năm xung đột. Trong đó, riêng tháng 1 là 175 thiết bị đặc biệt của Nga bị loại khỏi cuộc chiến con số này cao hơn bất kỳ tổn thất hàng tháng nào được quân đội Ukraine báo cáo suốt năm 2023. Theo báo cáo của lực lượng vũ trang Ukraine, tổn thất hàng tháng cao nhất về thiết bị đặc biệt của Nga trước đó là vào tháng 7 năm 2023, khi Nga mất 135 thiết bị. Những tổn thất ngày càng tăng về thiết bị đặc biệt của Nga hầu như không được chú ý. Tuy nhiên, Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các thiết bị giúp quân đội Nga hoạt động ở phía sau chiến tuyến cho phép nước này phát động các cuộc tấn công đồng thời. Các chuyên gia cho biết, thiết bị đặc biệt bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử và radar, cũng như các thiết bị kỹ thuật như phương tiện ra phá bom mình của Nga. Ngoài ra, còn có các phương tiện hỗ trợ và bảo trì cần thiết để duy trì hoạt động của tài sản khác như xe tăng và xe bọc thép. Cựu đại tá Sergei Raskin của Ukraine đối với New Street rằng, lực lượng Ukraine đang săn lùng những thiết bị như vậy trong những tháng gần đây ngày càng có nhiều báo cáo từ ukraine cho thấy kiev đã thành công khi nhắm mục tiêu vào các thiết bị như hệ thống radar của nga ivan stobas cựu sĩ quan cơ quan an ninh ukraine hiện cố vấn chủ ủy ban quốc hội an ninh và tình báo của nước này cho biết việc các máy bay chiến đấu của ukraine phá hủy loại tài sản này rất quan trọng và kiev sẽ tiếp tục nỗ lực loại bỏ chúng việc săn lùng thiết bị đặc biệt sẽ giúp ukraine đoán được chính xác nơi đạo trên chiến tuyến mà Nga đang tập trung nguồn lực hoặc hy vọng có thể gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của Moskva. James Black, trợ lý giám đốc nhóm nghiên cứu quốc phòng và an ninh tại châu Âu của tổ chức nghiên cứu AAND, nhận định hoạt động này cũng giúp bảo vệ các tài sản của Ukraine như máy bay phản lực, máy bay không người lái hoặc quân đội khi tiến hành trinh sát hoặc săn tìm thiết bị hoặc căn cứ của Nga phía sau chiến tuyến. Việc loại bỏ các hệ thống tác chiến điện tử, radar, phương tiện logistics và bảo trì của Nga sẽ làm suy yếu lực lượng tiền tuyến của Moskva đang nỗ lực tiến công ở khu vực Kharkov và Lugan. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Trung tướng Kirilo Budanov, nói với truyền thông Ukraine hôm ngày 30 tháng 1 rằng Nga đang hy vọng tiếp cận sông Cherimus gần biên giới Kharkov và Lugan. Lực lượng của họ đang dần dần tiến về phía Tây. Cuộc tấn công vào tiền tuyến Kharkov và Lugan diễn ra trong nhiều tháng đụng độ tốn kém xung quanh thành phố Afrika ở Donetsk Nga đã tấn công thành phố tiền tuyến này từ đầu tháng 10 năm 2023 nhằm từ từ bao vây thành trì của Ukraine.